là ra chuyến này hả? Và cái điều đặc biệt đó chính là cái quả đi cầu nè, có số 30 nè. Nó có cái mặt nạ nó cũng khác nữa Tấn. Xi vàng, đây là xanh phải không? Nó đã bạc màu thời gian sương khói. Trời có cái này luôn hả? Có cái khoe này luôn hả? Tôi giả bộ tôi review cái tôi nắm tôi kéo ra tôi cắt. Đây khoe thế nè. Tôi giả bộ tôi lấy tôi về tôi gắn xe tôi nha. Trời ơi. Còn cào hả? Wow. Trời ơi, ông sao còn cặp này đã quá vậy? Thì đó tôi bố đó mà. Ủa vậy hả? Nó xưa vậy như Duyên. Nhưng ta kiếm lóc đề đuôi cá bạc màu xương khó Duyên là phải vậy. Có điều lâu quá không chạy. Quá đã, Tấn còn lưu giữ được cái xe độc đáo quá Tấn ơi. Cái cương rất là ganh tị với bạn. Xin kính chào diễn giả, hiện tại Tiết Cương đang đứng ở bờ sông xinh đẹp Trần Xuân Soạn, quận 7. Và hôm nay thì Tiết Cương quay trở lại tiệm gạo của một người bạn, bạn Tấn. Một người bạn như bằng đồng tuổi mà đam mê xe cộ giống Tiết Cương. Hôm bữa thì đã review một số xe của bạn Tấn rồi. Hôm nay thì Tiết Cương rảnh quay trở lại để review cận cảnh mà chiếc xe mà Tiết Cương rất là thích và đã hứa với những clip trước là sẽ review chiếc này để tặng quý diễn giả, một chiếc xe khá là đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để thăm anh ấy. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong để xem. Ô chào ông chủ. Lâu quá mới gặp. Hôm nay Tiết Cương rảnh sắp xếp qua để review chiếc mà bữa mình hẹn phiên bản kỷ niệm 30 năm phải không? Rồi đi vào bên trong ha. Mệt quá còn chưa bán. Kỷ niệm này không bán. Ông này xe gì thời gian quay trở lại là ông bán gáo rồi trời. Trời ơi vô nhà ông gạo hay đã không? Ở đây là khỏi sợ ơi, chết đói luôn hả nha quý vị. Rồi. Chúng ta lại vào đóng cửa khi ra vào tiếp tục. Mà ha cảnh hồi nãy. Ông này ông cũng hài quá. Ủa khoan. Trời ơi sao nay có chiếc gì phun chờ một mà dễ thương vậy? Tương lai một. Sao thấy nó nguyên bản quá vậy ta? Cũng còn khá nguyên bản mà. Dạ. Khá nguyên bản. Chiếc này cũng được cái dàn chân mình zin từ bánh trái cuộc tiết rồi đó. Dạ. Zin hết á. Thì... xe này nhìn khá quá bộ. Coi như là nó nhà màu zin luôn. Đem zin nói chung là xe còn còn khá. Xe gọi là mọc phải không? Mọc đúng rồi. Thay đồng tháng. Trên 20 tuổi rồi đó. Nhưng mà còn đẹp, chiếc này đẹp quá. Chiếc này có một giai đoạn cách đây khoảng 3 năm mấy 4 năm là hot lắm á. Dạ đúng rồi. Bữa nay ảnh tụt rồi. Nhưng mà nói chung là xe này mà để đi làm đi cài thôi là khỏi chê quý vị ơi. Nhẹ nhàng mà máy êm, máy ngon. Mà này cặp phụ cũng tốt lắm. Chạy đầm. Đầm đi đường trường số dách. Y nó to đó bạn, tại ngồi xe đi có mỏi không có mỏi ê 1832 bốn số luôn. Nhất phát tài mãi luôn á ghê. Rồi đây là chiếc phương trầm một có thêm một anh mới về đội ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục vào căn phòng bí ẩn nữa. Rồi Vương ơi mở cửa ra. Vương ơi trời ơi ông nọ ông đang cái phòng 1 2 3 cái phòng có chút xíu mà để 5 chiếc được hả? Được. Rồi, đúng chứ còn chiếc 67 đó là anh lấy ra rồi đó. 67 sao dừa? Không, sát còn dừa mà chắc. Vẫn còn dừa, cực. Bởi vậy, xe mua xe nhiều đâu có sướng hết gì đâu. Mua làm chi bây giờ muốn lấy được cái chiếc... Hai chiếc này ra. Sao muốn lấy được cái chiếc này ra là phải phải dời rồi. Rồi, mà nhờ bạn ra tay dời. Nhờ mình không khó dời, nhờ mình nằm ngoài đây đó. Chứ giờ ấy là đã cho lên đường không? Lên đường. Rồi bây giờ lấy chiếc 84 ra trước hả? Đúng rồi bạn. 86. Hôm bữa quay thì có một số vị khán giả có thắc mắc nói ủa Tiết Cương ơi xe này không có zin, chiếc 84 86 mà sao có đề. Thì bây giờ bạn Tấn giải thích đi. Khán giả đó nói không sai. Tại vì mình thích gắn cái đề vô cho nó nhẹ nhàng nhưng mà thực sự cái máy zin của nó còn nằm trong đây nè. Đây cái máy zin nó còn nằm trong cái học cầu hàng của mình nè đó, nó gì nó không đề đó, ổng lưu trữ lại như vậy vẫn đề nó còn nằm đó, vẫn còn đây chứ không đi đâu hết trơn hết á. Rồi đây còn có cặp bánh xe gì á? Bánh của DD. Trời ơi quá trời còn chiếc xe đạp này xe đạp cổ hả? Nằm cũng nó bảo lại để lại.
rồi. Đúng rồi, ngoại để lại. Rồi sau khi trong 81, 86 để giải thích cho quý vị biết là nha, tại ổng thích ngoài ra thì nó riêng hết, chỉ có là cái trang máy mình thích, cái máy về mình để vô chơi thôi. Rồi rồi, không có gì hết. Rồi nó riêng hết từ từ yên cho tới ba ga, quá dữ rồi. Còn tem của Nhật đen luôn nè, tem này tem của cái đây là đem của cái cặp te dán lên vậy đó, có chữ Nhật cho nó rồi là em chiếc kim ra luôn, chiếc kim kỷ niệm ha, kỷ niệm. Mua đi bán lại rồi đó, mua đi bán lại mất rồi tìm lại được. Nha, là cứ giờ cho nằm đây khỏi mất. Rồi bây giờ là đây siêu phẩm thưa quý vị, kỷ niệm 30 năm phải không? 30 năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dắt nó ra ngoài để chúng ta sẽ kiếm một chỗ nào đẹp đẹp để review đây, em nó ủa mày để nguyên bọc chìa khóa vậy luôn hả? Đúng rồi, nhiều xe quá, nhiều xe quá, nhưng mà mình chứ cường học chuyên này quá, nhưng mà phải nhớ tại mỗi xe mình để một cái còn cà vẹt thì chắc cũng sắp luôn hả? Chắc sắp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem xe ra nha quý vị. Đã đến quán cà phê phong cảnh rất lãng mạn, trữ tình và cổ xưa. Bạn Tấn ngồi với siêu phẩm custom phiên bản kỷ niệm. Ủa chiếc này là khoảng đời mấy á bạn Tấn? Chiếc này á anh, đúng cái bản đó là 588 là kỷ niệm của cái 30 năm của hãng Honda, cái dòng cúp. Ủa vậy hả? Là ra chiếc này hả? Và cái điều đặc biệt đó chính là cái quả đi cầu nè, có số 30 nè. Nó có chữ gì vậy? Dạ, đó kỷ niệm 30 năm đó, là khi 30 số quả đi cầu là số 0 ha. Quả đầu số 0. Còn mấy chữ thì chữ gì? Single đây là 1958. À 58 tới 88. 88 là 30 năm. Wow. Quá đã. Coi như là Tiết Cương là hồi xưa là gặp xe này rất là nhiều. Hồi khu Gia Long đó, tôi quạt ngoài đó. Đi ngoài ngắm xe thôi. Nhưng mà hồi xưa cái dòng xe này ngoài đó nhiều lắm. Là khoảng năm 91, 92, 93 cái Cương hay ra ngoài đó coi xe thì thấy dòng này rất là nhiều. Nhưng bẵng đi thời gian từ hồi đi review xe giờ mới được gặp lại. Nó thì cái màu đặc biệt là nó xanh tím, da ánh nắng nhiều á, nó xanh. Hôm nay trời ui ui mình không có thấy được phải không? Được cái màu này là nó khác tất cả các màu custom nha. Đó. Thì nè, đây. Cái quan trọng là mình giữ được cái chìa của nó luôn. Dạ. Đó. Nó... có logo 30 năm luôn. Ừ. Thì nhìn là xe luôn. Chìa này giờ làm gì tìm được? Và phiên bản này cái mặt nạ nó cũng khác nữa hả Tấn? Xi vàng, đây là xanh phải không? Nó đã bạc màu thời gian, sương khói, đi lắc 50 màu đỏ. Coi như là cái ngoại hình của nó là thì nó y chang chiếc custom thôi. Có số khác một số chi tiết về thứ nhất là màu sơn nè. Tem cũng đơn giản các bạn. Cái này cũng khác mấy xe khác nữa nè. Không có cái này. Đó, đó là hai điều, cái mặt nạ khác, cái tem nó khác. Cái màu sơn khác và một cái logo này thì không bao giờ có được ở những chiếc xe khác, bởi vì đây là một chiếc phiên bản kỷ niệm duy nhất. Đó. Mấy chiếc xe khác thì giống như đèn đèn tự dưới bơm mở nè, được. 50 mà chiếc này 50 thì tức là nó có giảm sốc. Cái này mình giá là giá cắm chày thôi chứ đúng 50 đâu có. Không có, 70 mới có. Rồi, cái giảm sốc của 50 cưng không? Trời ơi, có cái này luôn hả? Có cái khoe này luôn hả? Chưa mở bánh nó luôn. Vậy hả? Để ý là lát thôi tôi giả bộ okay. Tôi review cái tôi nắm tôi kéo ra tôi cắt đây phe thế nè. Ừ tôi giả bộ tôi lấy tôi về tôi gắn xe tôi nha. Trời đâu chịu đầu tư vỏ gì Inu luôn hả? Có đó luôn đó Inu. À. Ủa cái đời này cái niền nó không có thông số hả ta? Đúng rồi bạn. Sao đặc biệt đời này không thông số, để nó kỷ niệm cái gì đó không hiểu là không thông số. Không thông số. Trước sau không thông số. À. Trời ơi. Còn cào hả? Wow. Ông ơi. Nghĩa là chưa đụng đầu thì đụng cổ gì đó. Ủa cái máy còn mọc đẹp quá vậy. Đâu quá. Nó hơi dơ á. Trời ơi xe này đâu có chạy đâu, xe này xe chùm mền mà. Thì đặc điểm của xe 50 là nó có cái báo tốc độ ha. Chạy 40 là cháy đèn ha. Đèn báo tử á. Nhà Tứ Cường nó có chiếc cúp 84 màu da đồng á. Nó cũng 40 là cháy đèn này quý vị. Mặt hồ toàn chữ Nhật không. À, trời. Trời ơi, ông sao còn cặp này đảo vậy? Này đó có bữa đó không mà. Ủa vậy hả? Trời ơi, nó xưa nó ta kiếm cái không có, hai cái lát tôi tháo một cái nha. Tôi giật nó có bọc nhựa đó các bạn. Đời cũ đời sau này không bọc nữa. Đời sau này nó miếng sắt không à. Đó, đúng rồi, thấy không?
lóc đề, đuôi cá, bạc màu, xương khói, diên là phải vậy. Cái màu của nó không có bóng, hôm nay trời chuyển mưa vậy. Chứ còn cái này mà ra đêm ra ngoài nắng, ánh sáng đẹp lắm. Đem gấp rồi. Ốc tán là còn đúng, sắc có khoe luôn. Còn 7 màu luôn hả bột? Đúng rồi, sắc cạnh luôn đó. Xe này cái bản số cũng đẹp vậy. CB là quận mấy? Quận 7 bạn, mình giữ tên luôn đó. 01314 số đẹp quá ha. Đúng rồi, mình số này sao bạn có được, bấm ngẫu nhiên hả? Ngẫu nhiên. Sao nó hơn. Có cà vẹt không hả? Đúng rồi, nhớ tới lại được rồi. Đây, nhìn hả? Ui, cái này có gì vậy? Tem của nó hả? Tem thông số cái mã màu. Tem này? Tem mình dán mình chống chày thì cái này chống chày mình xăng thôi. Tem mã màu của nó mà lâu ngoài 5 tháng mà mở lên xuống đất. Mấy cái này của ngày xưa nhà sức zin hết luôn nè. Quá dữ, zin sắt. Sắt bằng sắt. Nệm zin luôn. Zin thép da zin nệm zin. Cái yên này không giờ mấy triệu á. Có lẽ vậy. Yên này mấy triệu muốn được á. Yên còn nhưng mà bạn có thể, bạn hãy nói cơ duyên từ đâu mà bạn có được chiếc xe này, không sưu tầm từ đâu? Xe này hồi xưa là của ông bác, ông làm bên công an. À vậy hả? Ông lão, coi như ông lão. Bây giờ ông lão rồi, bây giờ ông lên đường luôn rồi. Ủa vậy hả? Hơi là mình xăng tên kịp á. Quá. Đúng rồi, xe của ông lão đi nó mới kỹ đẹp vậy. Coi như là chiếc này duyên hết nguyên con từ ốc ép cho đầu nòng. Đã quá Tấn ơi. Tiết Cương cho quý vị xem cái bánh sau nha. Cái xe này cái đời cúp 50 là Tiết Cương chia sẻ với quý vị là cái niền trước niền sau nó bằng nhau nha quý vị. Nó là hai cái niền trước á. Còn chiếc xe 67 á là hai cái niền sau nha quý vị. 67 là hai cái niền trước niền sau bằng nhau. Còn này cũng bằng nhau, nhưng mà này là hai cái niền trước, còn 67 là hai cái niền sau. Quá trời. Gương mừng đẹp. Chỗ này 7 màu luôn ông ơi. Ống cốt 7 màu. Con cá này mình cái bô có nói đẹp lắm, mình thằng cắm vô mình tiếp. Mình tháo rồi. Cái tem này đẹp quá. Trời ơi, nước sơn bóng loáng. Cái bô zin của nó là bô là xe cây. Đẹp như cây kiếm vậy, mình thấy nó ổn quá, mình tháo ra ngoài là cất rồi. Có thể dành. Cái đặc điểm của cái đời này là không có đồ gác chân nha quý vị. Nó 50 khối á. Nó để không có ở nước ngoài là ở bên Nhật mà không có chở người, thành ra không có đầu gác chân. Trời, cái tem gấp nè, quíu lại luôn hả? Quíu cùng với thời gian luôn hả? Gấp quíu luôn. Đẹp quá, coi như chiếc xe này. Ở ngay chỗ cái nắp nậu có cái tay gì nữa nè. Nhớt á. Trời ơi, cái xe này ít chạy sao nổ cái chân thắng nó mới tin nè trời. Ít chạy ơi. Cái này xỉ màu theo thời gian thôi chứ xe ít chạy đó. Cái bựng nó còn hai cái nắp này hả? Đúng rồi, còn hai nắp này. Wow. Trời ơi, ông Tấn ông giữ được chiếc xe này phải nói là đáng tiền luôn. Đài điện, bịt còi đầy đủ hết hả? Đóng hết rồi, những cái cao su này nè. Còn đầy đủ hết, thông chạy cũng gì. Bạn đề máy cho mình nghe một cái ra. Máy nổ thì im xuống. Có điều lâu quá không chạy. Nó xăng nó thì dơ. Xe ổng nhiều quá không chạy sao hết. Trời, đang nổ máy hả? Là nổ máy đó. Không nghe dữ gì ơi, chỉ thấy cái đầu hơi rung thôi. Cái kiến cái rung thôi. Quá đã, Tấn còn lưu giữ được chiếc xe độc đáo quá Tấn ơi. Cái Cương rất là ganh tị với bạn. Mỗi người có được cái tiệt chiêu ha. Cái cơ duyên. Nhưng mà cái xe này để giờ tìm lại chiếc thứ hai này ở xì phố thì cái Cương nghĩ cũng hơi bị hiếm quá vậy. Còn nhưng mà Tiết Cương cũng có thấy chạy ngoài đường, nhưng mà nó nét lắm. Nó không có đẹp nguyên bản như xe của bạn Tấn. Quá trời, với xe. Xe này mà giờ mình để mình chạy tàn tàn uống cà phê thì bao giờ mới hư? Chạy cái nội cho ngoại xài cũng còn được. Chạy kỹ, xăng nhớt đầy đủ, định kỳ. Không chịu chạy như mình đâu. Lớp sau này nó chịu chạy xe này đâu. Các bạn trẻ giờ không thích tay ga à. Nó mềm dữ vậy hả? Nó viên, nó còn viên, nó còn tốt các bạn. Nó chưa có bị oxy quá. Siêu phẩm đâu quý vị. Đây, cái bẩn này là có logo nhà sản xuất Honda. Điểm khu vừa gục. Thấy nó xe này nó là 4 số hả? Dạ, đúng là 4 số. Tại nó cúp tinh mà. Nhà rồi. Nhà có chớn lắm. Dạ, tôi chạy thử được không? Được mà. Cái tiếng có không được mà. Rồi, tôi chạy đi luôn ha. Tôi quay về cho nó bình tròn đó nha. À,
cái cua cho cha thử như vậy. Ok bạn, chạy thì cứ ghiền nha. Đúng đã nè. Bốc lên luôn. Kín hơi đó bạn. Máy nó còn kín hơi á, cái hơi nó còn bốc quá. Quá luôn. Vậy là hôm nay cái Cường rất là vui khi được trải nghiệm một chiếc xe huyền thoại và rất là zin, coi như là diện chón đẹp. Mà chỉ hơi tiếc một điều là hôm nay là trời không có nắng. Thành ra cái Cường và quý vị không có thấy được cái ánh nắng nó chiếu lên cái màu sơn của nó à, mà vậy đi để cho nó có vẻ đẹp bí ẩn. Cái gì mình cũng phải giấu lại bớt đó, bí mật. Rồi rất là cảm ơn bạn Tấn hôm nay đã dành thời gian đi uống cà phê với Tức Cương để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, một dòng xe huyền thoại mà hồi nhỏ Tức Cương những lứa tuổi 7X rất là mê cái dòng này. Và chiếc xe này thì đã mai một cùng với thời gian. Bây giờ thì để coi thì một chiếc đẹp riêng nguyên bản như của bạn Tấn thì nó đếm đầu ngón tay, nhìn cái đùm kìa, quá trời quá đất luôn. Rồi rất là cảm ơn Tấn cảm ơn nha. Đã dành thời gian cảm với Tiết Cương. Xin chào các khán giả của anh Tiết Cương nè, như là các bạn đam mê xe của cả nước nha. Rồi xin chào, cảm ơn Tấn.